Rồi quý vị ơi, tiếp theo combo số 31, 3 cái chả Phúc Kiến 220 bao phí ship toàn quốc. Anh chị em nào mua vô lòng chuyển khoản trước 100k nha, còn hai còn 120 shipper thu hộ nha. Đây cây số 1 3 thân nè. Cây này tôi mua không 120 ngàn rồi về tôi bán rẻ cho quý vị chơi cho nó vui nha quý vị, chứ lỗ vốn luôn nha quý vị. Cây này cây số số 2 nè. À, chậu này có con trái luôn nè ha, có cái bông nè, một cái này gà trái luôn. Cây này cũng lâu rồi nè, đợt hổm của con bạn nó gửi bán mà anh kia nó mua hết trơn luôn mà anh không lấy, giờ tôi xé lô rồi tôi bán lại cho quý vị. Tiền hiện bạn tôi nó ăn hết trơn rồi, nó ỉa ra gì luôn rồi, còn cây còn nằm đây nha quý vị. Đó, bán giùm nó mà tôi còn bị đủ thứ chuyện hết. Đây cây số 1 nè, đây cây số 2 nè, đây cây số 3 nè, 220. Tiền nó lấy nó xài hết trơn rồi đó, còn lại tôi còn phải cù lại, tôi phải bán lại nữa đó. Rồi xuống luôn quý vị ơi.